Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa ban hành phương án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, khắc phục đảm bảo giao thông tại các tuyến đường giao thông trọng điểm, siết chặt quản lý chất lượng đối với các phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu ban quản lý các bến xe có các phương án phù hợp, hướng dẫn người dân về giá vé, lịch trình hoạt động của phương tiện. Tại huyện Quan Hóa, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa phối hợp với Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 1 và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thủy 1 tổ chức khai giảng lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa. Tham dự khai giảng lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa có 44 học viên là những người làm nghề sông nước, chở khách ngang sông tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước và Cẩm Thủy. Theo kế hoạch, các học viên sau khi kết thúc một tuần học lý thuyết tại huyện Quan Hóa sẽ được học thực hành tại cơ sở chính của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thủy 1 tại Hải Dương và thi cấp chứng chỉ chuyên môn. Dự kiến sau đợt này, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm một lớp đào tạo chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện tại các huyện đồng bằng. Người dân có nhu cầu đào tạo chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân các huyện để tổng hợp danh sách gửi về Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 25 về phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với công tác quản lý hoạt động giao thông đường thủy, nhất là hoạt động tại các bến thủy nội địa và bến khách ngang sông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai quyết định trên, nhìn chung, các địa phương có tuyến đường thủy đã quan tâm đến hoạt động đường thủy, chủ động tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Thanh Hóa hiện có gần 2.000 km đường thủy nội địa và trên 1.600 phương tiện tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, khai thác cát sỏi, chở khách ngang sông, hoạt động tại 24 bến thủy nội địa và 56 bến khách ngang sông. Thực hiện quyết định số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 08 của Chính phủ, quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Các địa phương có tuyến sông, kênh đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát bến thủy nội địa và bến khách ngang sông trên địa bàn. Trường hợp bến đủ điều kiện hoạt động thì công bố mở bến hoặc tiếp tục gia hạn. Đối với những bến chưa có đường lên xuống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu nhà chờ, Ủy ban Nhân dân các huyện trích kinh phí, đầu tư mới và sửa chữa, nâng cấp, đưa vào hoạt động. Căn cứ vào cái quyết định số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp, quản lý phương tiện cũng như cấp phép bến cho các phương tiện thủy thì các huyện cũng đang từng bước triển khai trên cơ sở là phải đảm bảo các tiêu chí để các huyện sẽ có cái phương án cho phép các bến thủy cũng như các phương tiện hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh các địa phương đã quan tâm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, vẫn còn một số ít địa phương, nhất là cấp xã, chưa thực sự quan tâm đến công tác này, có biểu hiện buông lỏng quản lý hoạt động của các phương tiện đường thủy, nhất là các phương tiện chở khách ngang sông. Đơn cử như kiểm tra tại bến đò Gũ thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu chủ đò xuất trình giấy chứng nhận đăng kiểm, đăng ký và chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa, nhưng chủ đò đã không xuất trình được. Ý là đang gửi đi làm lại, cũng chuẩn bị hết hạn rồi. Hiện nay đang là thời gian cao điểm của mùa mưa bão, do đó các huyện, thị xã, thành phố có các tuyến sông, kênh đi qua cần chỉ đạo các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm chủ động phối hợp lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm và trang bị áo phao, dụng cụ nổi cho người đi đò, tuyệt đối không chở quá số người quy định trên đò, không đưa phương tiện vào hoạt động trong những ngày mưa bão, dông lốc. Đối với phương tiện chở khách ngang sông chưa có đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn, bến thủy nội địa chưa có giấy phép mở bến, tuyệt đối đình chỉ, không để hoạt động, đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.